Xin chào anh chị. Đã đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt anh chị đây, đó là chiếc Hyundai Stargazer phiên bản xe 7 chỗ nhập khẩu, giá tốt và đầy đủ những cái công nghệ hiện đại. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của Hyundai Stargazer cũng như là những cái màu sắc sẵn giao của 4 phiên bản và cái chính sách giá lăn bánh của xe trong video này. Thì Stargazer được phân phối về thị trường Việt Nam khoảng tháng 10 năm 2022 với 4 phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Thì phiên bản tiêu chuẩn với mức giá niêm yết của xe đó là 575 triệu, thì hiện tại bên em đang bán với giá là giảm cho khách hàng khoảng gần 80 triệu, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang là rơi vào khoảng 555 triệu đó. Và cái quà tặng khuyến mại cho khách hàng đó là phim kích nhiệt New Sun, trải sàn da bọc vô lăng, phim nhiệt bên em bảo hành cho quý khách hàng 10 năm, và bản đặc biệt thì với mức giá niêm yết đó là 625 triệu. Thì hiện tại chính sách giá bán của bên em là giảm cho khách hàng 90 triệu, đó là còn 535 triệu, và những quà tặng cũng như là phiên bản tiêu chuẩn, nó phim kích nhiệt, trải sàn da bọc vô lăng và bản đặc biệt lăn bánh về tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì rơi vào khoảng 600 triệu đó. Và phiên bản cao cấp thì hiện tại bên em đang bán với mức giá đó là khoảng 578 triệu và lăn bánh về thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang là rơi vào tầm độ khoảng 650 triệu. Những cái ưu điểm của Stargazer đó là xe nhập khẩu, cánh cửa thiết kế rất là dày, tôn rất là dày và chắc đó, cảm giác lái tốt này trong phân khúc, và có nhiều chế độ lái như chế độ lái Eco, chế độ lái Sport, rồi Normal và Smart. Trên phiên bản cao cấp thì chúng em có thêm những cái công nghệ an toàn như là có Hyundai Smart Sense giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo phương tiện và người đi bộ phía trước, cũng như cảnh báo điểm mù trên gương. Thì đây là phiên bản tiêu chuẩn thì cũng đã phiên bản đặc biệt cũng đã có đèn tự động, rồi có giới hạn tốc độ và cái màn hình giải trí của xe thì là màn hình kích thước lớn với kích thước là 10,25 inch đó. Về cái điểm nhấn của Stargazer là có thêm nữa, đó là cái khoang tài xế, chỗ ngồi của tài xế rất là rộng và có cái góc quan sát tốt, với cái đầu xe thì cũng vừa đủ, gọi là không dài quá để cho chiếc xe có thể vận hành được linh hoạt trong mọi cái cung đường. Ghế của hàng ghế phụ thì cũng được trang bị nhiều cái hộc để đồ và những cái không gian để đồ rất là ưu việt, rất là thông minh. Ghế thì được trang bị ghế da cho phiên bản đặc biệt trở lên, ghế da rất là êm. Cần số thì chắc chắn cần số của giống của xe của đàn anh Túc Sơn đó. Vô lăng thì cũng được bọc da và có mạ bạc rất là đẹp. Đến phần hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy đây là một chiếc xe có hàng ghế thứ hai rất là rộng với độ ngả lưng ghế tốt, kèm theo cái tựa đầu có thể điều chỉnh được cái độ ngả lưng ghế tốt như này, thì anh chị đi những cái cung đường dài và anh chị có thể kết hợp xe để chạy dịch vụ hoàn toàn là phù hợp để chở khách. Chúng ta sẽ có những cái hộc để đồ rất là thông minh đó, rất là nhiều hộc để đồ, và những cái sau những hàng ghế đều có những cái ngăn để đồ rất là tiện lợi. Hàng ghế thứ ba thì của xe thì cũng được trang bị với độ ngả lưng ghế tốt, với độ gập phẳng 50-50, và hàng ghế thứ hai thì được gập phẳng là 60-40. Chúng ta sẽ có những cái cổng sạc cho hàng ghế thứ ba, và cửa gió điều hòa thì được trang bị ở trên nóc xe, nó là cũng rất là phù hợp để làm mát cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Nó sẽ có những cái cổng sạc ở đằng sau hàng ghế thứ nhất nữa. Về cái giá bán của bản cao cấp và các phiên bản thì em đã nói rồi, còn về màu xe
Thì phiên bản tiêu chuẩn thì bên em bán khá là chạy hàng rồi, thì cơ bản chắc cũng chỉ còn màu trắng và màu đen, một số ít màu giao ngay. Còn bản đặc biệt thì bên em còn những cái màu sẵn giao như là màu trắng, màu đen, màu đỏ. Và bản cao cấp thì cũng vậy. Thì cái chiếc Stargazer này anh chị hoàn toàn có thể sử dụng để đi gia đình, sử dụng để chạy dịch vụ. Bởi vì sao? Bởi vì cái bảo hành của Hyundai và thương hiệu xe nhập khẩu cũng rất là bền. Em bảo hành xe đến 5 năm và 10 vạn km cho anh chị. Và cái hộp số CVT này là hộp số CVT bằng dây đai dẫn động, cho nên là xe có một cái độ bền về hộp số rất tốt. Và những cái công nghệ nổi bật như là đèn nổ từ xa, rồi thì hệ thống Hyundai Smart Sense thông minh cũng được trang bị. Đèn nổ từ xa được trang bị cho tất cả các phiên bản, còn Hyundai Smart Sense như em vừa trình bày thì là được trang bị cho phiên bản cao cấp. Cái kích thước la răng của cả ba phiên bản đều như nhau đó. Về chính sách trả góp thì anh chị có thể tham khảo. Bên em thì hỗ trợ cho khách hàng trả góp tới 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm và cái lãi suất thì rơi vào khoảng từ 0,8% một tháng. Nếu anh chị quan tâm đến Hyundai Stargazer thì xin vòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em Tuyển, Hyundai Bắc Ninh, xin cảm ơn anh chị.